Trương Hàm Vận là một trong số ít những mỹ nhân hoa ngữ tài sắc vẹn toàn, lại có vẻ đẹp và khí chất của một nữ thần thanh xuân đúng chuẩn. Thế nên mặc dù xuất đạo đã 15 năm với xuất phát điểm lý tưởng, cho đến tận bây giờ, cô vẫn chỉ được đánh giá là một ngôi sao hạng B với nhan sắc có thừa nhưng sự nghiệp tương đối mờ nhạt. Diễn viên Trương Hàm Vận sinh năm 1989 là người gốc Tứ Xuyên, chiều cao 1m64. Cô là bạn thân của Triệu Lệ Dĩnh từ khi mới bước vào nghề. Nếu Dĩnh tỷ được chú ý đến với khuôn mặt baby và khả năng diễn xuất, thì cô gái họ Trương lại sở hữu chất giọng vượt trội. Năm 2004, cô tham gia cuộc thi Super Girls của đài Hồ Nam Thị Vệ, một trong những nhà đài đình đám nhất quốc gia và giành được giải Á quân khu vực Thành Đô. Sau đó, cô gái trẻ tiếp tục hạ cánh ở vị trí quý quân bình chọn năm. Phải biết rằng, thời điểm 2004, làng giải trí hoa ngữ chưa phải là sân chơi của những lưu lượng tiểu sinh tiểu hoa như hiện tại. Mức độ cạnh tranh của lớp nghệ sĩ trẻ chưa gay gắt như bây giờ. Vì vậy, với một cô bé mới chỉ 15 tuổi, lại đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi tìm kiếm tài năng của đài Quả Xoài, tên gọi thân mật của Hồ Nam Thị Vệ, khỏi cần nói cũng thấy được tương lai phía trước của cô ấy có thể rực rỡ đến cỡ nào. Ít nhất thì ai ai cũng biết, đài Xoài xưa nay rất ưu ái các tiểu sinh tiểu hoa, chưa kể còn xuất thân là người nhà mình. Năm 2006, Trương Hàm Vận tiếp tục ra mắt album Baby Giang tại thị trường Hồng Kông. Cô được mời vào vai thứ chính trong tác phẩm The Waves of the World. Hoạt động được hơn một năm, Trương Hàm Vận bỏ lỡ kỳ thi đại học do lịch trình công việc quá bận rộn, không thể sắp xếp được thời gian. Sau đó, cô thi vào Đại học Sư phạm, vừa đi học vừa đi làm. Sự nghiệp ca hát sớm nở tối tàn. Thời điểm đó, giọng ca trong trẻo của Trương Hàm Vận đã giúp cô chiếm được đông đảo tình cảm của khán giả. Năm sau, album đầu tay tẩu tán 800.000 bản, đưa tên tuổi nữ ca sĩ họ Trương lên một tầm cao mới. Đây là thành tích cực kỳ ấn tượng đối với một nữ ca sĩ mới vào nghề. Tuy vậy, mặc dù được đánh giá là thị trường tỷ dân, nhưng mảng âm nhạc của showbiz chung chưa bao giờ được coi là cây hái tiền của các công ty giải trí. Thậm chí cho tới tận bây giờ, những ca sĩ thực lực có thể sống bằng việc cầm mic mà không đá chéo sân sang các mảng khác là cực kỳ ít ỏi. Vì thế, dù năm đó thành tích bán đĩa của Trương Hàm Vận dù khả quan, nhưng phần lợi nhuận kiếm được vẫn quá ít ỏi để chống đỡ cả một công ty. Kết quả là năm 2008, công ty chủ quản của cô tuyên bố phá sản. Mọi hoạt động của nữ ca sĩ gần như bị đóng băng hoàn toàn. Vận may bất ngờ đến từ người cha nuôi là Tứ Đại Thiên Vương. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào, tuy nhiên con đường nghệ thuật của Trương Hàm Vận lại gặp không ít trắc trở. Trong suốt hơn 2 năm 2008 đến 2010, Trương Hàm Vận chỉ hoạt động cầm chừng và mải miết tìm kiếm những cơ hội mới. Nhưng xui xẻo cho cô, đây cũng là khoảng thời gian làn sóng Hallyu tới từ Hàn Quốc bùng nổ mạnh mẽ. Các nhóm nhạc K-pop xâm lấn thị trường xứ Trung và nhanh chóng đẩy các ca sĩ nội địa vào tình thế khó khăn. Người nào có chống lưng to thì sống qua cơn lũ, nhưng với một cô gái còn trẻ vừa mới mất đi công ty chủ quản, lại là giọng ca nữ solo thì mọi nỗ lực của Trương Hàm Vận đều chỉ như muối bỏ bể. May mắn thay, cuộc gặp gỡ tình cờ với Thiên Vương Lưu Đức Hoa qua một chương trình truyền hình đã thay đổi cuộc đời nữ ca sĩ. Quý mến Trương Hàm Vận, Lưu Đức Hoa nhận cô làm con nuôi và tích cực giúp đỡ cô quay trở lại con đường sự nghiệp. Có thể nói, giữa hàng trăm nữ ngôi sao phải ngụp lặn trong giới giải trí và buộc phải có một kim chủ để nâng đỡ, thì Trương Hàm Vận may mắn gấp hàng vạn lần khi có một người đỡ đầu như Lưu Đức Hoa. Dễ bước sang con đường diễn viên. Vốn là một nghệ sĩ thành công trên cả hai mảng diễn xuất và âm nhạc, điều đầu tiên Lưu Đức Hoa khuyên Trương Hàm Vận chính là việc đổi hướng sự nghiệp sang diễn xuất. Dẫu biết cô con gái nuôi vốn không thích môn nghệ thuật thứ bảy, nhưng theo Thiên Vương họ Lý, với vị thế của cô bây giờ trong làng giải trí, tiếp tục kiên trì cầm mic sẽ chỉ khiến sự nghiệp của cô mãi mãi không tiến lên được. Ít nhất Trương Hàm Vận vẫn còn trẻ, đủ thời gian làm lại từ đầu. Hơn nữa, với năng lực của người cha nuôi này, chắc chắn con đường diễn xuất của cô sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với các đồng nghiệp. Vậy là năm 2010, Trương Hàm Vận thi vào Viện Hí kịch Trung Hoa để trau dồi khả năng trước ống kính. Năm 2011, nữ diễn viên ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ dưới trướng của Đức Tuấn Ảnh Thị. Những vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp. Sau quyết định đổi hướng sang diễn xuất, Trương Hàm Vận nhanh chóng được tham gia vào các dự án triển vọng. Tuy vậy, sự nghiệp của nữ diễn viên vẫn chưa thực sự có khởi sắc. Cho tới tận bây giờ, danh tiếng của cô trong giới cũng thực sự không mấy nổi bật. Đồng Thu Thu, Tình Đầu Chưa Chọn. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của nữ diễn viên, đồng thời cũng là dự án do Lưu Đức Hoa sản xuất. Vai nữ chính Đồng Thu Thu gần như được o bế cho Trương Hàm Vận. Ngoại hình thanh xuân đúng chuẩn nữ thần giảng đường, cùng đôi mắt buồn của cô đã chinh phục khán giả. Đáng tiếc bộ phim lại không gây được tiếng vang như mong đợi. Nguyên Thanh Tỏa
Lan Lăng Hoàng Phi. Được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình xuyên không cùng tên của nhà văn Dương Thiên Tử, đây được xem là dự án phim truyền hình cổ trang cực khủng thời điểm ra mắt. Với tổng kinh phí lên đến 80 triệu đô la Mỹ, cùng dàn nghệ nhân tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất trang phục phụ kiện, công nghệ quay 4K tối tân nhất cũng được đưa vào. Câu chuyện là mối tình tay ba của cô gái Nguyên Thanh Tỏa với Thanh Mai Trúc Mã, Lan Lăng Vương Cao Trường Cung và Hoàng đế Vũ Văn Ung. Mặc dù phải đối đầu và chịu nhiều so sánh với đối thủ ra mắt cùng thời điểm, thậm chí cùng đề tài là Lan Lăng Vương của cặp đôi Phùng Thiệu Phong, Lâm Y Thần, nhưng Lan Lăng Hoàng Phi cũng đạt được nhiều thành tích không hề kém cạnh. Bộ phim quy tụ những cái tên trẻ tuổi của làng giải trí lúc bấy giờ là Trương Hàm Vận và Trần Dịch, Bành Quán Anh. Tiểu công tử, Tân Tiêu Thập Nhất Lang. Sau Lan Lăng Hoàng Phi, Trương Hàm Vận có cơ hội tham gia vào một dự án lớn khác của mảng truyền hình là Tân Tiêu Thập Nhất Lang với vai nữ chính. Sánh đôi cùng các bạn diễn như Nghiêm Khoan, Chu Nhất Long, Can Đình Đình, đây được xem là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của cô. Bằng lối diễn xuất tinh tế của mình, Trương Hàm Vận đã khắc họa thành công một tiểu công tử hoạt bát thông minh, dám yêu dám hận như từ nguyên tác bước ra. 15 năm xuất đạo và sự nghiệp vẫn mãi không hồng. Kể từ sau khi trở thành diễn viên, mặc dù được Lưu Đức Hoa ưu ái, thế nhưng có vẻ như thời cơ của Trương Hàm Vận vẫn mãi chưa tới. Trung bình mỗi năm cô đều tham gia vào 1 đến 2 bộ phim. Tuy đa phần là vai nữ phụ nhưng đều là những chế tác lớn, hầu hết đều thuộc dòng chính kịch, được đánh giá cực cao về chất lượng. Tiêu biểu như Trùng Nhĩ Truyện, Yêu Vào Mùa Thu Sắp Tới, Mình Lan Truyện. Và mới đây nhất là tác phẩm sắp ra mắt của cặp đôi đình đám Lưu Diệc Phi, Tỉnh Bách Nhiên, Nam Yên Trai Bút Lục. Diễn xuất cũng không phải là điều thiếu sót với cô gái này, vậy nhưng mãi chưa có vai nữ chính đáng chú ý nào tìm đến cô kể từ sau Lan Lăng Hoàng Phi. Không chỉ như vậy, thời điểm 2015, cô từng tham gia với tư cách là khách mời cố định của Thần Tượng Đến Rồi, Up Idol trên đài Hồ Nam Thị Vệ, một chương trình cực hot với đội hình khách mời nữ gồm toàn những tên tuổi kinh điển và được cầm trịch bởi hai đại lão MC của Hồ Nam là Hà Cảnh và Uông Hàm. Đã từng có lúc, Trương Hàm Vận rất gần với ngưỡng cửa của sự chuyển mình, thế nhưng cuối cùng đều là bỏ lỡ. Câu chuyện phim giả tình thật. Người ta quan tâm đến chuyện tình của Trương Hàm Vận và bạn trai, nam diễn viên Bành Quán Anh còn nhiều hơn những vai diễn của cô. Trước giờ, nữ ca sĩ rất kín đáo trong chuyện tình cảm. Người duy nhất từng dính tin đồn cùng cô là Bành Quán Anh và cũng là người duy nhất thực sự cùng Trương Hàm Vận hẹn hò. Cả hai từng được bắt gặp sống chung từ năm 2016 và theo nhiều nguồn tin, cặp đôi Trương Hàm Vận Bành Quán Anh vẫn bên nhau cho tới tận bây giờ. Sự kết hợp trong Lan Lăng Vương Phi đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với sự nghiệp của Trương Hàm Vận, Bành Quán Anh. Trương Hàm Vận được tin tưởng sẽ trở thành một tiểu hoa đán sau Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh. Bành Quán Anh cũng không hề kém cạnh khi anh được chọn vào những vai lạnh lùng lịch lãm nhưng vô cùng điển trai. Bên cạnh đó, cặp đôi từng bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau. Bành Quán Anh cũng thường xuyên xuất hiện tại nhà riêng của Trương Hàm Vận. Nếu quả thật, chuyện tình yêu giữa hai nhân vật này là thật, thì tính đến thời điểm hiện tại họ đã ở bên nhau được 6 năm. Có vẻ như ở tuổi 30, sau rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Trương Hàm Vận cũng đã sớm có dự định yên bề gia thất. Nhìn theo hướng phát triển những năm gần đây, có lẽ nữ diễn viên sẽ quyết định đi theo con đường chính kịch, nối gót một số đàn chị như Tôn Lệ, Lưu Đào. Hy vọng trong tương lai, may mắn sẽ sớm mỉm cười xứng đáng với tài năng của cô.